thì giảm 40 triệu với là tặng bảo hiểm thân xe. À vậy là Innova cũng giảm 40 triệu là cũng tất cả cái dòng luôn hả? Dạ giảm rồi. Sàn gì không phân biệt gì hết. Ủa, anh à, cái bản số sàn thì mới 40, còn mấy bản kia thì 35. À cũng giống như thằng anh Tiết gì đó phải không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, thôi bây giờ ngày 35 nè. 40, hai này mới 35. Ủa sàn là giảm lại giảm nhiều hơn hả? Dạ đúng rồi. Số sàn đang giảm. Dạ, 40 còn cái trên này là 35. Này cũng vậy hả? Đây nãy lộn rồi đó. Ngày 35 hả? Dạ không, không phải là sàn hay tự động gì hết mà tùy từng dòng xe mà nó có từng cái khác nhau. Chứ này, không phải là sàn giảm. Này thì 35. Đúng rồi, cái đó 40 rồi. Trời.